đi kéo củi cùng với Milo. Milo là giúp bà chín ngày đêm luôn. Hôm qua giúp bà chín kéo nguyên một đống củi rồi. Giờ mới sáng nay lên giúp kéo củi rồi nha các bạn. Rồi kéo củi rồi. Kéo củi bắt ra phơi. Sáng vụ dậy sớm đi thăm vườn là Cúc Milo đã đi thăm rồi. Rồi kéo củi vô rồi. Bắt ra phơi. Phơi nghe. Rồi đó. Bắt ra luôn. Xin chào các bạn đến với kênh bà chín vlog. Các bạn hãy cùng mình vào bếp làm món đậu que xào hải sản nha. Nguyên liệu hôm nay thì gồm có là các bạn nửa ký đậu que, cái củ cải đỏ, cái này ớt sừng không cay các bạn, rồi cái này mực tôm, hành lá, cần một tay mèo các bạn, đường, bột nêm, muối. Các bạn ơi, nếu muốn cho mực nó giòn hơn, ngon hơn thì trước khi mình chế biến thức ăn á, mình sẽ cho vào mực một miếng đường nha các bạn. Đó, mình ướp trước đường thì mực nó sẽ giòn và nó bán đi mùi tanh nha. Rồi mình trộn lên cho đều. Mình làm cách này thì mực xào rất là giòn nha các bạn. Trộn lên cho nó thấm nha. Rồi mình để đó nha. Rồi mình cắt đậu que đi xào nha. Mấy trái dài thì mình cắt làm ba. Giờ bắt đầu mình sẽ bắt lên một nồi nước nha các bạn. Để chờ khi mình cắt đậu que xong á thì nước này sôi, mình sẽ trụng đậu que qua nước sôi nha. Bây giờ nước bắt đầu sôi nha các bạn. Mình sẽ cho vào nước một miếng dầu ăn. Một miếng đường. Rồi miếng muối. Rồi mình sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh nè, trong này có nước đá nè. Để đậu que vô mình chần sơ qua. Chần sơ qua ít phút nè các bạn. Chừng mà nào mình thấy đậu que này nó lên, bắt đầu lên màu xanh rồi đó. Rồi giờ mình vớt đậu que ra thao nước lạnh nha. Trong này mình có để nước đá để giúp cho đậu que sau khi mình xào nó sẽ giòn ngon nha các bạn. Giòn ngon giữ được màu xanh. Còn mình cho một miếng dầu vào thì cho đậu que nó sẽ bóng hơn, ngon hơn. Đây, rồi. Cắt củ cải đỏ luôn. Mình cũng để vô nồi nước mình trộn sơ qua luôn. Cái bông bé bé xinh xinh nha các bạn. Bé bé xinh xinh, ai không ăn thì rinh về nhà. Rồi trộn qua. Giờ bắt đầu mình sắp bắt nấm mèo.
giới thiệu đậu que xào hải sản, nhưng mà mình rất thích ăn nấm mèo, thành ra mình để nấm mèo vô nha các bạn. Nấm mèo ăn giòn sực sực rất ngon. Vào đây thôi, xào hết đi, để lại cô không làm gì, lỡ sáng ngâm tay nấm mèo này nó bự quá rồi. Rồi mình cũng sắc rau cần, rau cần nữa các bạn. Rau cần mà mình quên hay nói là rau tần lắm. Đó, rau cần cho nó có mùi thơm. Rồi thôi mình vớt củ cải đỏ ra nha. Vớt củ cải đỏ ra cho nó chung với đậu que luôn các bạn. Sắc trớt sừng không cay nè, vào cho nó đỏ đỏ đẹp. Có hột thôi. Chảo là để xào các bạn. Cho dầu vào. Giờ mình chờ cho dầu sôi nha. Mình sẽ cho củ hành với tỏi băm vào. Phi lên cho nó thơm. Với tỏi bắt đầu nó vàng rồi, mình sẽ cho mực vào xào. Mình xào mực mình sẽ cho lửa to các bạn, thằng nó không bị ra nước. Thơm vào luôn nha. Cho trong mực một miếng bột nêm các bạn. Nấm mèo. Một miếng hành củ hồi nãy mình đập dập cho vô luôn. Rồi bây giờ mực tôm đã chín hết rồi nha các bạn. Mình sẽ cho đậu que củ cải đỏ vào.
cho gia vị vào nha, một miếng bột lim nè, phần đường nãy còn lại vô nè, một miếng muối, muốn xào cho ngon thì mình phải cho một miếng dầu hào các bạn, các món xào có dầu hào ăn rất ngon. Bữa nay mình rút kinh nghiệm, mình lấy cái muỗng rồi các bạn, để mỗi khi mình đổ cái nó nhiều quá cho hai muỗng dầu hào vô đi. Rồi rồi một muỗng tương ớt, rồi miếng nước mắm, vậy là vừa ăn rồi các bạn. Cho ớt vào luôn, mình sẽ trộn lên cho đều. Wow, bây giờ cái chảo của cái đậu que xào hải sản của mình rất ngon nha các bạn, rất ngon thơm. Rồi giờ mình nêm nếm lại coi nó vừa ăn chưa nha. Đậu que giòn sực sực các bạn ơi. Cho hành lá, rau cần vô luôn. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành món đậu que xào hải sản các bạn. Thơm ngon tuyệt vời. Cho thêm một miếng tiêu vào nữa. Còn gì ngon hơn làm những món ăn mà mình yêu thích. Vậy là món đậu que xào hải sản của mình đã xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy ngon không? Hấp dẫn không? Nếu thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình dọn cơm lên cùng nhau thưởng thức các bạn ơi. Cả nhà cô ăn cơm với bà Chính Vlog nha các bạn. Hôm nay mình sang đậu que xào hải sản nè các bạn. Rất là ngon luôn. Đây mình giới thiệu là xào mực cách này là mực rất giòn ngon nha. Các bạn thử ăn coi mực có giòn nha các bạn. Mình xào tim mực nhỏ mà nó giòn rất ngon nha. Để gấp đó vậy. Trước khi xào mực các bạn nhớ là mình sẽ ướp vào mực một miếng đường trước nha các bạn, cỡ 5-10 phút gì đó, đặng cho mực nó được giòn hơn, ngon hơn và nó bán mùi tanh của mực nha. Lấy gì nó mắm ra đây. Ngon quá các bạn. Ăn thử miếng đậu que coi giòn nha. Cho thử cái mắm cho gần gần cho anh dễ chắc. Này là món ruột không chín nè. Mắm cá cơm. Mực giòn ngon.
cho 90 lô con tôm. Nè, yeah. 90 lô. Con này ngoan không kẹo bạn. Bị đồ cái này là siêu ngoan luôn. Long. Vô lấy cho cha dĩa đồ sao quá. Ừ, được rồi. Đấy, đấm cấm không còn. Ngon, thấp này, được. Bây giờ ăn quên mệt cả nhà luôn. Và các bạn ăn tôm của mình nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ bà Chính nha các bạn. Và nhớ like nha các bạn để cho kênh có tăng tương tác. Các bạn ơi, đậu que nè. Vị chanh vị giòn rất ngon không? Các bạn coi video nhớ like nha các bạn. Mình sẽ đâu có chế là cái cơm nữa nha. Mình sẽ đâu có cái cơm nữa. Ở mấy cái vùng trên nghe nó rẻ lắm ha, mùa này á. Mình coi cái kênh cuộc sống dân giả vậy đó. Trời tốn ai thao lưới rồi bắt cá cơm, tốn trời. Không, ở trong, mấy vùng trên á. Mùa di cư quá. Tới cái mùa này là cá cơm nhiều lắm à. Của năm nay mình quên ăn cá linh á. Để bữa nào mua cá linh về nấu bông sữa đũa ha. Nhà bông sữa đũa quá chừng à. Chưa mấy thằng nước mắm. Về ghe ghe có chỗ. Mỗi lần nó về thôi. Thôi đặt lòng quá ha. Mình giờ còn mới thấy nước mắm thôi. Sao giờ còn mà không thấy người ta nhập nước mắm? Thì họ không thấy nhập cá. Chắc còn rồi họ pha theo công nghiệp giờ sao? Mà chắc cũng ế. Tèo đó nước mắm hãng mà. Còn giờ nước mắm công nghiệp quá trời. Họ chỉ có chút đỉnh nước mắm rồi họ pha vô. Mẹ ăn cơm đi không? Nó còn chưa được chén cơm mà nào. Còn giá trị lên nhỏ. Phải đích chịu được nó. Bà kè mới lo. Bà kè mới lo.
hôm nhớ hồi đó đi đám hỏi thứ một không, trời ăn nước mắm, nước mắm ở trên cái vùng trên người ta làm trong mấy cái máy nó béo, nó mặn mà nó béo một cách kỳ lạ luôn ha, béo mà nó thơm gì đâu. Chỉ có dân vùng trên mà mùa nước nổi mới có mắm, nước mắm đó ăn thôi. Chứ mình đây làm có nước mắm mà ăn. Cái này hết chứ. Cái mùa nước nổi là bớt rồi. Chứ mắm mà Bình Định phải không? Béo khủng khiếp. Cái màu nó không có đậm mà nó trong veo mà nó nhạt nhạt. Cái thứ mắm người ta cũng có ba màu ha. Hôm nay Camilo hiện tượng rất kỳ lạ ta. Cái không đói bụng. Cái này nó bụng là tròn tròn, hôm nay nó chảy vô. Sáng là được làm diễn viên rồi. Đã được đi chơi rồi. Giờ tới giờ nó đi tìm một trứng gà. Giờ nó đi ra nó lục trứng gà. Gà ngon cơm. Chào cả nhà. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh mình các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.